là mẹ nó vượt xa ý nghĩa của một nghề. Với một cái nghề nghiệp thì em có thể từ bỏ nghề đấy và bắt đầu một nghề khác, nhưng là mẹ là một nghề mà em không được phép bỏ cuộc. Và khi mà chị nhìn thấy cái tờ giấy đấy thì chị sững sờ hết cả người. Và chị cảm thấy sao mình lại làm thế? Tại sao mình lại có thể ra một cái quyết định mà nó không đúng như vậy? Thì con trai chị có nói lại với chị là: nhưng mà chúng con không cần một người mẹ hoàn hảo, chúng con cần mẹ. Chúng con biết là mẹ thương chúng con, chúng con biết là mẹ làm những cái điều đó vì chúng con, và chúng con chỉ cần mẹ thế này thôi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả lại đến với podcast Người trong môn nghề, và mình là Nga Levi. Ngày hôm nay thì Nga rất là vui được mời đến đây một vị khách cực kỳ đặc biệt, chị Phạm Việt Hà, một người bạn rất thân thiết của Spyroom cũng như là một cây viết quen thuộc trên platform của chúng mình. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng mình giới thiệu về chị Hà cũng như là về chủ đề của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì chị Hà ơi, ngày hôm nay em có một cái thử thách nho nhỏ dành cho chị. Em sẽ có một cái Chào Nga, chào các bạn. Dạ vâng, em có một cái câu đố nho nhỏ cho chị có sẵn sàng chưa ạ? Rồi, mình sẵn sàng. Dạ vâng, bây giờ em có một cái gọi là bản mô tả công việc. Tức là như chị Hà đã biết thì cái chương trình Người trong môn nghề của tụi em là một chương trình về nghề nghiệp. Cho nên là mỗi chương trình thì chúng em thường hay có một thử thách nho nhỏ cho các vị khách mời về cái nghề nghiệp, một số cái công việc. Thì em sẽ có một cái bản mô tả công việc như thế này, em xin phép đọc lên bởi vì là nó rất là dài. Đó, thì nhiệm vụ của chị Hà thì sẽ là đoán xem là cái mô tả công việc này đang nói về cái nghề gì. Thì chị Hà sẵn sàng chưa ạ? Em xin bắt đầu nhá. Rồi ạ. Vâng. Cái công việc này, cái gọi là tiêu đề, gọi là cái vị trí của nó gọi là giám đốc vận hành. Đó. Thì cái yêu cầu của nó như sau, em xin phép đọc ạ. Thứ nhất là yêu cầu về cái khả năng linh hoạt cũng như là có một cái sức khỏe rất là tốt. Và cái công việc này thì đòi hỏi là làm việc liên tục trong tư thế đứng hoặc là phải cúi người trong một khoảng thời gian khá là dài. Một tuần thì sẽ phải mất khoảng 135 tiếng đồng hồ và làm việc 24/7, thậm chí là không giới hạn thời gian đó. Và cái đối tác trong cái công việc này có tương đối nhiều yêu cầu, tức là khi mà làm công việc này chị sẽ phải làm việc với đối tác và sẽ không có thời gian nghỉ giữa giờ. Có thể là mình sẽ có thời gian để ăn trưa hoặc là ăn tối, nhưng mà chỉ được ăn khi mà đối tác của mình đã ăn xong đó. Công việc này thì cũng yêu cầu rất là nhiều kỹ năng về đàm phán cũng như là những cái kỹ năng về mặt con người, đòi hỏi phải xuất sắc. Cái người làm việc này thì phải có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, có rất là nhiều bộ kỹ năng khác nhau, ví dụ như kỹ năng về quản lý tài chính này, kỹ năng về y khoa hay là kỹ năng về mặt nghệ thuật đó. Và cái công việc này cũng yêu cầu là phải hỗ trợ cái đối tác của mình ngay cả trong đêm cũng như là bất cứ cái thời điểm nào mà đối tác có cái nhu cầu phát sinh đó. Đặc biệt là cái khối lượng công việc sẽ tăng lên nhiều trong những cái thời điểm lễ Tết, tức là mình sẽ không có ngày lễ hoặc không có ngày Tết, và nếu mà trong những dịp lễ Tết đó mà khi mà mọi người được nghỉ thì cái khối lượng công việc của cái công việc này nó thậm chí còn thể gấp đôi hoặc gấp ba đó. Và tiếp theo thì em sẽ đến cái phần gọi là chế độ đãi ngộ. Thì cái đãi ngộ và lương thưởng của công việc này là công việc này hoàn toàn không lương đó. Và một điểm mà đáng chú ý là cái công việc này thì hiện tại thì có khoảng hàng tỷ người trên thế giới đang làm. Thì không biết là chị Hà, chị với những cái mô tả của cái vị trí là giám đốc vận hành này, thì chị có thể đoán được là đây là công việc gì không ạ? Điều đầu tiên chị nghĩ đến đấy là một bà mẹ bỉm sữa hay một ông bố bỉm sữa nuôi con nhỏ. Bởi vì là chị nghĩ là để có thể nuôi được con nhỏ thì điều đầu tiên là người bố người mẹ phải khỏe, có sức khỏe, linh hoạt. Và như em nói đấy, là làm việc 24/7, không có giờ nghỉ, và mức độ trách nhiệm thì cực kỳ là cao. Đấy, em nghĩ là câu trả lời của chị Hà hoàn toàn chính xác ạ. Và đây là gọi là, em nghĩ là cái đây là một cái công việc có thể coi là công việc khó khăn nhất trên thế giới, là công việc làm mẹ hoặc là làm cha. Thì em nghĩ là nhân cái dịp sắp tới là chúng ta có ngày 8 tháng 3 thì chúng em cũng muốn gọi là hướng tới những người mẹ bằng một cái số đặc biệt, tức là một số nói về nghề làm mẹ là một nghề mà gọi là đặc biệt nhất trong tất cả các nghề, và cái nghề với rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều khó khăn, nhưng mà lương thưởng thì lại không có. Và có chứ. Lương thưởng chỉ cần con gọi mẹ 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 là đấy là thưởng vô giá, tất cả những mệt mỏi sẽ tan biến hết.
Dạ, và thế thì sau đây thì em nghĩ là chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về cái nghề đặc biệt này, đấy là nghề làm mẹ. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai người mẹ, thì em cũng là một người mẹ nhưng mà có thể nói là tập sự trong cái nghề này. Em mới tập sự được khoảng 1,5 năm, còn chị Hà thì có thể nói là đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề làm mẹ. Đây sẽ là một cuộc đối thoại giữa một người mới vào nghề và một người đã rất là kỳ cựu trong nghề rồi. Thì em hy vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ của chị Hà để có thể làm tốt hơn cái công việc của em. Chị sẽ cố gắng. Vâng, thế trước khi mà chúng ta nói về cái nghề làm mẹ ngày hôm nay thì chị Hà có thể gọi là chia sẻ một chút về bản thân chị cho các bạn khán thính giả được không ạ? Đối với gọi là đồng nghiệp của chị thì chị là người như thế nào, hay là trong gia đình của chị thì chị thường được nhận xét là người như thế nào ạ? Mình tên là Việt Hà, mình là mẹ của hai bạn thanh niên đã lớn rồi, con trai mình 25 tuổi và con gái mình lên 19 tuổi. Hôm nay bạn đi học ngày học đầu tiên ở trường đại học. Và mình đã làm mẹ được hơn 25 năm. Mình có một công việc tại một tổ chức hợp tác phát triển quốc tế của Đức. Và mình rất là hạnh phúc với cái vai trò là một người mẹ, và cũng hạnh phúc là một người phụ nữ độc lập, có công việc và sự nghiệp của riêng mình. Ở cơ quan thì mọi người vẫn thường nói là mình là người tận tụy, chuyên nghiệp và khá là rắn. Vì thực ra mình không sợ phải chịu trách nhiệm, cũng không sợ phải đối đầu. Nhưng mà ở nhà thì mọi người vẫn gọi mình là bờm, và các con mình thậm chí vẫn gọi mẹ bờm ơi. Vì thực ra là những cái mình khá là mát tính, cũng hay nhường nhịn và cũng khá là chiều mọi người. Thì có lẽ là đấy là hai con người rất là khác biệt, bởi vì mình vẫn nghĩ rằng là những cái điều dịu dàng nhất, những cái điều yêu thương nhất, những cái điều chân thiện nhất thì là dành cho gia đình, dành cho những người thân yêu nhất của mình. Em rất tò mò về cái nickname bờm của chị, nhưng mà chắc là lát nữa mình sẽ đào sâu hơn về cái nickname đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là giải mã cái nghề làm mẹ. Thì em rất là tò mò, bây giờ nếu mà mình xét cái công việc làm mẹ dưới góc độ là một nghề nghiệp thì mình sẽ có rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Thì em muốn hỏi câu đầu tiên đối với chị Hà là một cái ngày làm mẹ của chị thì nó diễn ra như thế nào? Tức là trong cái khoảng thời gian từ lúc mà gọi là mình bắt đầu làm mẹ cho đến bây giờ khi mà mình đã là một người mẹ senior rồi, thì một ngày làm mẹ của mình nó diễn ra như thế nào và nó thay đổi như thế nào? Chị nghĩ là khi mà mình bắt đầu làm mẹ thì cái thời gian mình dành cho con mình, cái cuộc sống của mình nó xoay quanh con mình rất là nhiều. Bởi vì lúc đấy con mình còn rất là nhỏ và con không thể tự chăm sóc được bản thân con, nên là toàn bộ cái thời gian của mình dành nhiều cho con. Sáng sớm sẽ là chuẩn bị đồ ăn cho con, vệ sinh cá nhân cho con, chăm sóc con, rồi giặt giũ. Và gần như là cái thời gian của mình bị chiếm bởi cái việc chăm sóc con rất là nhiều. Nhưng mà khi con lớn dần lên thì cái việc chia cái thời gian cho các cái công việc đó nó thay đổi rất là lớn. Ví dụ như bây giờ con chị đã lớn rồi thì mình hầu như không dành thời gian cho cái việc chăm sóc con nữa, vì các con chị đều tự chăm sóc được bản thân và đóng góp vào các cái công việc của gia đình, mà mình dành thời gian tâm sự, dành thời gian chia sẻ, dành thời gian để nói chuyện với con thôi. Và nếu con hỏi và cần sự tư vấn của mình thì mình chia sẻ với con thôi. Em sẽ nhìn thấy rằng là cái hành trình làm mẹ thì mình sẽ là một cái hành trình liên tục thay đổi, và các cái ưu tiên cũng thay đổi rất là nhiều. Chính xác là như thế. Em nghĩ về cái hành trình 1,5 năm vừa qua của bản thân em thì gọi là cái mô tả công việc một ngày nó thay đổi liên tục. Khi mà 3 tháng, em bé được 3 tháng thì một ngày của mình thực sự là gần như là 100% chỉ có xoay quanh bỉm sữa và ăn uống và đi tắm giặt và đi vệ sinh của con. Đấy, thế nhưng mà khi bây giờ em bé đã 1,5 tuổi rồi thì bắt đầu nó lại có những cái mình nhàn hơn, nhưng cũng có những cái mình lại bận rộn hơn. Và em có nghĩ một cái chị ạ, em lúc mà kiểu hồi trước thì mình luôn nghĩ là ok, mình cố gắng đến cái khoảng thời gian này thì mình sẽ nhàn hơn. Nhưng mà thật ra thì không phải thế. Em nhận ra đấy là một cái game, mà trong đấy là cái độ khó của nó chỉ có tăng lên. Không biết là chị Hà có đồng ý với cái quan điểm đấy không ạ? Chị nghĩ rằng là mẹ nó vượt xa ý nghĩa của một nghề, bởi vì nó là một lựa chọn. Nó là một lựa chọn và cam kết đi theo suốt cuộc đời mình. Với một cái nghề nghiệp thì em có thể từ bỏ nghề đấy và bắt đầu một nghề khác. Nhưng là mẹ là một nghề mà em
không được phép bỏ cuộc. Thứ hai nữa là đúng là như em nói là cái độ khó nó sẽ tăng và cái sự ưu tiên cũng như cái yêu cầu công việc nó liên tục thay đổi. Chính vì thế mỗi một lần mình nghĩ rằng là mình đã thuần thục được một cái khía cạnh công việc thì mình lại phải chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới và mình lại học toàn những cái mới. Thế nên là đúng là nó là một hành trình không bao giờ kết thúc và liên tục thay đổi. Như chị Hà vừa nói là câu chuyện làm mẹ là một cái hành trình mà mình liên tục thay đổi và liên tục phải học hỏi thêm những cái điều mới. Thì chị có thấy là khi mà chị bắt đầu bước chân vào cái con đường gọi là làm mẹ thì chị tiếp cận nó như thế nào và chị có học nó giống như là mình học một cái công việc mới hay không? Chị nghĩ là khi bắt đầu một cái nghề gì đó mình thường được chuẩn bị, mình được đào tạo để làm cái nghề đó. Tất nhiên là vẫn phải học rất là nhiều điều mới, nhưng thường cái sự chuẩn bị nó đã đủ đến khoảng 70% để mình có thể làm cái công việc đó. Nhưng mà làm mẹ thì không một em bé nào giống một em bé nào cả. Nên người mẹ dù có chuẩn bị nhiều đến thế nào thì cũng không đủ. Bởi vì cái mức độ trách nhiệm mình sẽ luôn luôn mình muốn làm điều tốt nhất cho con mình. Thế nên làm mẹ là hành trình học hỏi, thích ứng liên tục. Và như cá nhân của chị thì chị học làm người từ làm mẹ và chị học làm mẹ từ mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình trong phạm vi mình có thể. Chính vì thế nó gần như là một cái hành trình không có kết thúc. Nên là chị vẫn nghĩ rằng là làm mẹ có lẽ là nếu nói đấy là một nghề nghiệp thì có lẽ đó là nghề nghiệp đòi hỏi sự cam kết cao nhất và đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự yêu thương cao nhất. Và đấy là nghề nghiệp không bao giờ cho phép mình được bỏ cuộc. Với những nghề khác thì đúng là mình có thể nhảy việc, nhưng mà mình khó có thể nhảy từ gọi là mẹ của em bé này sang mẹ của em bé khác. Chị gọi là có một cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện là khi mình đi làm một nghề, mình sẽ có những cái tiêu chuẩn hay là mình sẽ có những cái đích mà mình hướng tới là mình thành công trong một cái nghề này thì nó sẽ là như thế nào? Nhưng mà đối với cái công việc làm mẹ thì chị nghĩ sao? Có bao giờ mình cảm thấy là mình chưa đủ giỏi hay là mình cần phải làm như thế nào để trở thành một người mẹ giỏi không? Có một cái tiêu chuẩn như thế không ạ? Chị trước đây khi mà chị bắt đầu làm mẹ thì chị nghĩ là mình cố gắng để mình trở thành người mẹ hoàn thiện, hoàn hảo. Và chị nghĩ rằng là người ta có thể trở thành người mẹ hoàn hảo. Chị cố gắng học tất cả những gì một cái người mẹ nên học, cố gắng làm những cái điều. Nhưng trong thực tế thì chị nhận ra rằng là bản thân mình không hoàn hảo. Và mình cũng sẽ cố hết sức. Nhưng mình đừng cố bắt mình phải trở thành người mẹ hoàn hảo. Bởi vì điều đó là không thể. Mình cứ làm cố hết sức mình, cố gắng yêu thương, cố gắng kiên nhẫn. Chị mắc rất là nhiều sai lầm. Và lúc đầu chị rất là dằn vặt bản thân về cái chuyện đó trong cái quá trình làm mẹ. Nhưng chị nghĩ rằng là tại sao mình dằn vặt mình, tại sao mình làm khổ mình về những cái điều đấy? Bởi vì mình đã cố hết sức. Và có một lần chị nói với con trai chị là mẹ rất là xin lỗi các con bởi vì mẹ đã không phải là một người mẹ hoàn hảo, không phải là một người mẹ tốt. Đã có những cái sai lầm, đã có những lúc mẹ ép các con làm những cái việc mà các con không thích. Ví dụ bắt các con phải đi học thêm. Đấy là một cái sai lầm của chị. Thì con trai chị có nói lại với chị là nhưng mà chúng con không cần một người mẹ hoàn hảo. Chúng con cần mẹ. Chúng con biết là mẹ thương chúng con. Chúng con biết là mẹ làm những cái điều đó vì chúng con. Và chúng con chỉ cần mẹ thế này thôi. Và chị nghĩ rằng là đấy là cái thời điểm mà chị nhận ra rằng chúng ta không cần là những bà mẹ hoàn hảo, không cần là những cái người mẹ siêu nhân. Chúng ta chỉ cần rất là nhiều kiên nhẫn, nhiều yêu thương và chúng ta không bỏ cuộc, thế là đủ. Chị Hà có nói là có rất nhiều lúc mà bản thân chị cảm thấy là mình đã làm sai một cái điều gì đấy và mình thật sự học ra được một cái điều gì đấy trong cái quá trình mà mình dạy dỗ con hay là mình đồng hành cùng con như thế. Chị có thể chia sẻ với chúng em một cái kỷ niệm nào đấy hay một câu chuyện nào đấy mà chị cảm thấy là mình đã thật sự học được một cái bài học như vậy không ạ? Chị sinh con trai chị và chị thường là khi mà cháu học tiểu học thì cháu hoàn toàn không học thêm và gia đình cũng cố gắng dạy cháu yêu cái môn học
yêu đến trường và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cái việc đi học. Thế thì lên cấp 2 thì bắt đầu có cái sức ép là cháu sẽ phải thi lên cấp 3, và các cô ở lớp thì đều nói rằng là phải đi học thêm, chứ không thì không thể thi lên được cấp 3 được. Thế thì vào một cái thời điểm nhất định, chị cũng nao núng và chị có yêu cầu con là con phải đi học thêm vào mùa hè, bởi vì nếu không thì con không thể nào thi được lên cấp 3. Thế thì con trai chị lúc đấy là học lớp 7. Cháu không nói gì, cái mắt cháu là rơm rớm thôi vì cháu rất không thích đi học thêm và cháu rất là tự giác học. Thế thì chị đi làm về thì thấy một cái tờ giấy cháu để ở trên bàn, ghi là mẹ ơi, mẹ đừng bắt con, mẹ đừng biến mùa hè của con thành học kỳ 3, con không muốn đi học thêm đâu. Và khi mà chị nhìn thấy cái tờ giấy đấy thì chị sững sờ hết cả người, và chị cảm thấy sao mình lại làm thế, tại sao mình lại có thể ra một cái quyết định mà nó không đúng như vậy. Và sau đó thì chị có nói với con là con không phải đi học thêm nữa, con nếu như con không muốn, và mẹ chỉ mong con học thật tốt, ở tự học và học thật tốt những gì con đã được học ở trường. Thì đấy là một cái trải nghiệm mà chị cứ nhớ mãi, và cái tờ giấy mà cháu viết chị giữ trong một thời gian rất là dài. Vâng, em nghĩ là thật sự là một một cái gì đấy mà có lẽ là nếu mà mình không phải là một người mà đã trải qua, hay không phải là một người mẹ thì đã trải qua những cái cảm xúc đấy, thì mình sẽ không bao giờ gọi là có thể học được hay là có thể cảm nhận được. Em bé của em thì cũng mới chỉ có 1 tuổi rưỡi thôi, nhưng mà em cũng đã có những cái trải nghiệm là gọi là khi mà mình muốn con nó phải theo cái ý của mình muốn là nó phải ăn cái món này, khi mà mình đã nấu rất là kỳ công ra một cái này để cho nó ăn, và mình nghĩ là nó sẽ rất là nhiều chất dinh dưỡng, hay là nó sẽ gọi là đúng theo sách dạy mình như thế, thì bạn ấy lại vứt đi, hay là bạn ấy lại đạp đổ, hay là bạn ấy lại ném nó đi chẳng hạn, thì lúc đấy mình thực sự cảm thấy rất là sao mình lại ức chế và mình có những cái cảm xúc nó dồn nén như thế. Nhưng mà thật sự thì sau đấy em cũng nhận ra một điều là rõ ràng là mình không thể áp đặt cái thứ mình muốn vào một em bé hay là một cái đứa trẻ, và sau này bạn ấy sẽ lớn lên ấy. Và thực sự là cái đấy là một cái hành trình học hỏi quá là khó. Và em nghĩ là trước khi mà làm mẹ thì em chưa thấy có một cái công việc gì mà nó khó đến như thế. Thực sự là trong suốt có lẽ là gần khoảng 30 năm cuộc đời mà mình cũng đã trải qua những cái công việc khác nhau. Mình từng đi làm ở công ty này, công ty kia, hay mình từng giữ những cái vai trò khác nhau. Nhưng mà em nghĩ thật sự là làm mẹ là một cái hành trình mà mình phải gọi là mở rộng cái giới hạn của mình ra đến cái mức lớn nhất có thể. Thì em cũng tò mò không biết là chị Hà có bao giờ, dạ, chị có bao giờ cảm thấy một cái là một cái thời điểm mà mình cảm thấy mình quá sức chịu đựng của mình, khi mà mình có khá nhiều áp lực, bởi vì mình phải chăm sóc con, mình phải chăm sóc gia đình, rồi thì mình vẫn phải có những cái công việc khác. Thế thì có bao giờ chị cảm thấy là mình phải hy sinh quá nhiều, hay là mình cảm thấy mình căng đến cái mức mà mình cảm muốn nổ tung không? Và lúc đấy thì chị đã làm như thế nào? Chị nghĩ là làm mẹ, nhất là những cái người mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc con cái lại có một gia đình lớn, thì chị nghĩ là hầu hết chúng ta đều phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn. Chị đã có những thời điểm, có thể có một số cái giai đoạn mà cảm thấy thực sự là quá tải, thực sự kiệt sức kể cả về tinh thần nữa. Mà cái giai đoạn đó cũng là những cái giai đoạn khó khăn của con mình. Với cô con gái thứ hai thì khi mà cháu dậy thì đấy là một cái giai đoạn rất là khó khăn cho cả chị, cho chồng chị và cả gia đình. Và có một lần khi mà cháu có một cái hành động mà chị cảm thấy chị bất lực đến mức mà chị chui vào cái khoảng trống giữa giường và tủ, và chị ngồi thu lu ở đấy chị khóc vì chị cảm thấy rằng là mình không đủ tốt, chị cảm thấy rằng là mình đã không thể ngăn để cho con mình không phạm cái sai lầm đấy, mình đã không hiểu được con, và mình đang quá mệt mỏi. Thế thì
chồng chị đi làm về có nhìn thấy và gọi con gái chị lên và nói sao con lại để mẹ như thế này. Thì con gái chị có nói rằng là con cũng đang ở một giai đoạn rất khó khăn, và cái mà con cần là bố mẹ hiểu con. Và chị nhận ra là mình không cần phải thay đổi con, không cần phải đỡ cho con mình lúc nó ngã vào cái thời điểm đó. Điều duy nhất là mình đi cùng nó cho qua cái giai đoạn khó khăn đấy. Và chính mình đã tạo ra một cái sức ép cho bản thân mình là mình phải ngăn tất cả những cái chuyện xấu đấy xảy ra với con mình. Nhưng trong thực tế là mình không thể ngăn được, mình không thể ôm trọn cả bầu trời, cả thế giới của con mình trong tay mình được, mà bản thân con mình sẽ phải ứng phó với những cái điều đấy. Và điều duy nhất mình có thể là mình ở cạnh khi mà cháu ngã, khi mà cháu mắc những cái sai lầm, và cùng cháu đi qua cái cơn bão đấy, cái giai đoạn khó khăn đấy thôi. Một cái thời điểm nữa đó là cái công việc của chị nó rất là căng thẳng. Nó căng thẳng đến mức mà chị mang những cái áp lực đấy về nhà. Và khi có chuyện thì chị trút toàn bộ cái áp lực đấy lên con. Và chị dùng mình khi chị nhận ra là mình đang quát con. Và mình không quát con vì con mình sai, bởi vì cái lỗi đấy không đáng để phải quát, mà mình quát con vì mình cần một chỗ để mình giải tỏa những cái áp lực, những cái căng thẳng mà mình không thể nói ra được. Và chị nhận ra là một cái người mẹ là một người mẹ tốt trước hết khi người mẹ ấy hạnh phúc, khi người mẹ ấy có một cái trạng thái cân bằng trong cuộc sống, và khi người mẹ ấy không có quá nhiều kỳ vọng vào chính con cái và chính bản thân và cuộc sống của mình. Chính vì thế chị nghĩ là cái việc quản lý các cái kỳ vọng là một cái việc mà người mẹ phải học làm, mà không dễ dàng gì. Đấy là một cái việc rất là khó khăn, không dễ dàng gì. Chị có thể chia sẻ thêm về cách chị quản lý các cái kỳ vọng của chị như thế nào? Bởi vì em nghĩ là thật sự mình, mỗi bản thân mình thì mình luôn là một người vừa là con. Như em thì là vừa là con, vừa là mẹ. Thì đôi lúc khi mà mình nghĩ lại cái câu chuyện của mình với mẹ của mình trước đây, thì mình cũng cảm thấy là bây giờ mình là mẹ rồi thì mình mới hiểu được là cái công việc làm mẹ nó khó khăn đến như thế nào, và mẹ mình đã phải đối diện với mình như thế nào. Em nhớ là em từng chia sẻ với chị Hà một câu chuyện là khi mà em cũng trong tuổi dậy thì, và có một lần em đã trong một bữa cơm mà em bức xúc với bố mẹ đến mức mà em ném bát cơm của em vào trong chậu rửa và em đi lên gác đóng sầm cửa lại. Thì sau này khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy mình quá ân hận bởi vì mình làm một cái hành động như vậy. Và mình cảm thấy là ôi sao làm bố mẹ khó đến thế. Khi mà nếu mà giả sử mình là mẹ mình và mình phải đối diện với một cái tình huống gọi là phản ứng của một đứa trẻ dậy thì như thế, thì mình không biết phải làm thế nào. Thực sự em thấy để mà có thể làm một người bố hay người mẹ tốt trong cái tình huống như thế quá là khó. Chị Hà, chị nghĩ sao và chị cảm thấy như thế nào? Bản thân chị cũng vẫn đang trong quá trình học tập nên chị cũng không biết là chia sẻ thế nào cho đúng. Chị nghĩ là mình cứ đi đến đâu mình học đến đấy thôi. Ví dụ như là khi mà con đi học thì mình luôn mong con mình học giỏi, thế nhưng mà năng lực của con mình chỉ đến thế này thôi, thì mình chỉ mong con là nên là câu hỏi mà chị vẫn hay hỏi các con là con đã cố gắng hết chưa, chứ không phải là con đã học giỏi chưa, không, con đã cố gắng hết sức chưa. Ví dụ như là và nếu con mình tự cái câu hỏi đấy chị đặt đi đặt lại cho con, và con mình cũng sẽ tự hỏi câu hỏi đấy là mình đã cố hết sức chưa. Hay là chuyện chăm sóc sức khỏe thì con gái chị rất là hay bỏ bữa sáng, và chị rất là áy náy cái chuyện đấy, chị rất là khó chịu vì là chị biết là bỏ bữa sáng thì sẽ rất là không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà con gái chị nói rằng là cái đặc thù của con là con làm việc, con vẽ và khá là khuya nên con dậy muộn và con sẽ ăn nhẹ. Con ăn bữa brunch, bữa nối giữa bữa trưa và bữa sáng. Thế thì dần dần chị cũng nghĩ rằng là tức là con nó vẫn ăn và mình sẽ không thể ép là con phải ăn bữa sáng vào lúc 7 giờ mà con sẽ ăn vào lúc 10 giờ. Và dù cái điều đấy nó khác nhưng mà đấy là cách của con mình chăm sóc. Thì cái chuyện mình thích ứng với những cái cách khác của thế hệ mình và thế hệ con mình thì là những cái chuyện nhỏ nhỏ hàng ngày. Và mình cứ đi đến đâu mình học đến đấy.
Và điều quan trọng là mình kiên nhẫn và mình mở lòng với những cái sự thay đổi đó. Nói là nói vậy nhưng mà thực ra là rất khó. Bởi vì mỗi một người thì đều có những cái giá trị riêng của mình. Và cái giá trị của con mình có thể rất là khác với mình. Hay là mỗi lần cô ấy thất tình thì mình rất là đau khổ và rất là thương. Thế nhưng mà mình không thể ngăn cô ấy yêu tiếp một người mới nữa. Thế thì đấy là cái mà thôi thì mình cứ đi đến đâu mình học đến đấy. Và điều quan trọng là mình kiên nhẫn và giữ được cái tình yêu thương. Em nghĩ là thật sự là nghề làm mẹ nó thực sự là một cái nghề mà thực sự thách thức. Nhưng mà có lẽ như mình đã nói ở đầu khi mà mình đưa ra cái bản mô tả công việc ấy, là một công việc mà về mặt gọi là hợp pháp thì rất hợp pháp nhưng lại không có lương. Nhưng mà chị Hà chị đã phủ định ngay là không phải là không có lương mà chúng ta vẫn có những cái phần thưởng đặc biệt cho nó và có thể nói là phần thưởng vô giá. Thì chị có thể chia sẻ về cái phần thưởng của cái nghề làm mẹ nếu có không ạ? Chị nghĩ là chị vẫn nghĩ rằng là làm mẹ là một lựa chọn, làm mẹ là một cam kết, làm mẹ là một hành trình. Và cái điều sung sướng nhất của người làm mẹ là được nhìn thấy con mình lớn lên. Giống như là mình gieo một cái mầm sống, cái mầm sống nảy mầm lớn lên thành cây, ra hoa, kết trái. Thì cái điều hạnh phúc nhất của người mẹ là được nhìn thấy con mình lớn lên khỏe mạnh, lương thiện, hạnh phúc và học được nhiều thứ. Điều lớn nhất của người mẹ là thấy con mình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu chính bản thân mình. Và cứ mỗi một lần mình nhìn thấy một cái biểu hiện đó là một lần mình cảm thấy có động lực để mình đi tiếp. Hôm nọ chị bị ốm, bị Covid và phải vào viện. Khi mà chị đi về, trong cái thời gian đó thì con trai và con gái chị phải làm cỗ cúng bởi vì bố cháu cũng bị cách ly và làm rất là nhiều việc nhà. Chăm sóc bố cách ly, làm việc nhà, làm cỗ cúng. Và khi chị về, chị bảo là mẹ cảm ơn các con đã vất vả cái đợt này. Thì cậu con trai chị có nói rằng là khi mà con làm tất cả những cái công việc nhà, con mới thấy mẹ và bà là những người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Và đã làm những cái công việc đấy không biết bao nhiêu năm. Và con cảm thấy xấu hổ là vì con đã không giúp được mẹ và bà nhiều hơn. Và khi cháu nói cái điều đấy thì chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Một là cháu đã nhìn nhận ra được rất là nhiều về những cái công việc và sự chia sẻ. Và chị nhận ra rằng là cháu là người có trách nhiệm. Chị nghĩ rằng là cứ mỗi một lần mình nhận được một cái điều tốt đẹp từ con cái mình thì đấy là phần thưởng lớn nhất. Và cái phần thưởng đấy thì không có gì so sánh được. Em đồng ý với chị Hà là trước đây khi mà tụi em chưa có con ấy thì em và chồng của em cũng đã tìm hiểu và tự hỏi một cái câu hỏi là làm thế nào mà bố mẹ, giữa bố mẹ với con cái lại có một cái sự kết nối hoặc là dành một cái tình yêu thương vô điều kiện như thế, bằng cách nào mà cái mối quan hệ đấy nó lại trở nên đặc biệt như thế. Thì bọn em đã đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi đấy và tụi em phát hiện ra là đấy là một cái mối quan hệ mà ở trong đấy mình, con của mình là cái người mà gắn bó với mình suốt cả một quá trình, là cái người duy nhất là mình có thể chứng kiến từ đầu đến cuối cái sự trưởng thành cũng như là lớn lên đấy. Và như chị Hà nói, và mình nhìn thấy bạn ý, mình nhìn thấy từ những cái ngày đầu tiên, từ những cái gọi là thành tựu đầu tiên, như kiểu lẫy một cái, hay là nói một tiếng đầu tiên, hay là biết đi bước đầu tiên, hay là tự xúc cái miếng cơm đầu tiên, cho đến lúc như chị Hà nói là bạn ấy đã nhận ra được là bạn ấy biết trân trọng, hay là bạn ấy biết gọi là biết ơn những cái công việc, những cái sự hy sinh của mẹ, của bố, của những người khác trong gia đình đối với mình. Thì thật sự là đấy là một cái mối quan hệ mà duy nhất, em nghĩ là nó cũng không thể có một mối quan hệ nào khác, kể cả vợ chồng, kể cả bạn bè thân thiết đến đâu cũng không thể có một cái sự kết nối mạnh đến như thế. Thì có lẽ đấy là một cái điều mà khiến cho cái nghề làm mẹ hay là nghề làm cha thì nó trở nên một cái gì đấy nó thiêng liêng và nó đặc biệt hơn tất cả những cái công việc mà mình gọi là nghề khác. Và mình đúng như chị Hà nói là khi mà mình lựa chọn thì mình sẽ không thể có một cái lựa chọn thứ hai, và mình chỉ có cách là tiếp tục tiến lên, mặc dù nhiều khi mình cũng thấy mình chảy ra chóc vẩy, mình cũng thấy mình gọi là tổn thương, hay là mình cũng thấy mình rất rất là khó khăn. Em cũng muốn chia sẻ với một cái câu chuyện này ngoài lề với chị Hà. Em còn nhớ là khi mà em bé của em được khoảng độ
2-3 tháng thì em có tập cho bạn ý nằm cũi. Thì em còn nhớ là cái đêm hôm đấy em đứng khoảng độ 3 tiếng đồng hồ, chỉ có đi vòng quanh cái cũi để gọi là chờ cho bạn ấy ngủ, nhưng bạn ấy nhất định bạn ấy không ngủ. Thì em thực sự hôm đấy em cảm thấy là ôi sao cuối cuộc đời mình nó lại bất lực như thế này. sao mình nó lại rơi vào cái tình cảnh như thế này, mình không biết phải làm thế nào. Và sách nó dạy mình là cứ đặt em bé vào cũi và quấn cho bạn ý và vỗ cho bạn ý và xù xù và hát thì bạn ấy sẽ ngủ. Nhưng mà thực tế là con mình bạn ấy lại không ngủ. Thì tại sao cuộc đời mình lại rơi vào tình cảnh thế này mà mình đã trầm cảm đến nơi rồi. Thì em nghĩ là rồi thì trong cả cái quá trình làm mẹ nó sẽ có nhiều cái khoảnh khắc kiểu như vậy. Nhưng mà có lẽ là sau này khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy là mình đã gọi là lên một cái nấc thang mới của sự trưởng thành. Và mình cảm thấy là mình đã dạn dày hơn chẳng hạn thế. Em nghĩ là cái phân tích cái câu chuyện làm mẹ dưới cái góc độ nghề nghiệp nó là một cái khá là thú vị. Và song song với cái khía cạnh là nghề làm mẹ thì có một cái khía cạnh khác khi mà mình đảo chữ đi, đấy là nghề mẹ làm. Em nghĩ là bây giờ thì đối với một cái người phụ nữ thì ngoài câu chuyện là mình làm mẹ, tất nhiên có những người sẽ chọn công việc là ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Thế nhưng mà đa số mọi người thì sẽ không có được cái lựa chọn mà mọi người sẽ đều phải đi làm. Thì đấy là cái câu chuyện mà nghề mẹ làm. Đó, thì với chị Hà thì có cái gì thay đổi ở cái công việc mà chị làm trước và sau khi chị có con hay không ạ? Chị nghĩ rằng là khi mà chị làm mẹ thì chị có một cái động lực rất là mạnh mẽ, đó là trở thành một người tử tế hơn, một người hạnh phúc hơn. Rồi chị nghĩ rằng là con mình học làm người chính từ bố mẹ, từ những gì mình làm, mình sống. Nếu con mình thấy mình là một người chăm chỉ, chịu khó học hỏi, chịu khó lao động, thì các con cũng sẽ nhận ra rằng cái giá trị của lao động, của học hỏi. Nếu con mình thấy mẹ là một người độc lập, một người khoan dung, một người biết yêu thương những người khác, thì con mình cũng sẽ học những điều đó từ chính mẹ, từ chính bố, từ chính ông bà, những người thân xung quanh. Một người mẹ độc lập, có công việc, có tài chính vững vàng, còn đảm bảo cái ổn định trong cái cuộc sống của con. Chị đã từng nhìn thấy một gia đình khi mà người cha phá sản và người mẹ làm nội trợ, thì chị suy sụp hoàn toàn và người cha cũng suy sụp hoàn toàn. Và sau đó bọn trẻ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái người vợ, người mẹ, người phụ nữ độc lập về tài chính và có sự nghiệp thì đảm bảo được rằng là dù khó khăn thì họ vẫn duy trì được cái cuộc sống nó ổn định, nó yên bình cho các con mình. Thứ hai nữa là mình cũng là một cái người có sự mở rộng trong cuộc sống, có những cái khoảng khác nhau trong cuộc sống, và vì thế cuộc sống của mình cũng sẽ đa dạng hơn. Cái động lực đấy nó giúp cho chị có được cái công việc, có được cái niềm ham học hỏi, có được cái vị trí công việc tốt. Nó còn giúp cho chị có một cái nền tảng để khi mà trao đổi với các con thì mình có nhiều thông tin, mình có nhiều góc nhìn, mình có những cái mà mình có thể cảm nhận và chia sẻ được với các con. Thì trước khi gọi là quyết định là có con đi và khi mà đã có con rồi thì cái tính chất công việc của chị nó có thay đổi nhiều không ạ? Trước khi có con thì chị làm giáo viên. Sau khi có con chị vẫn làm giáo viên khá là nhiều năm. Sau khi các con chị đã đến tuổi nhất định, cháu trai 14, 15 tuổi, cháu gái thì là 8 tuổi. 8-9 tuổi thì chị quyết định chị thay đổi công việc. Lúc đấy là các cháu cũng đã đủ lớn để có thể thể giảm bớt cái thời gian chị phải chăm sóc các cháu rất là nhiều, và chị đi theo một cái hướng sự nghiệp khác. Vì thế một số cái lựa chọn nghề nghiệp của chị thực sự là nó gắn với cái yêu cầu công việc của người làm mẹ. Cái giai đoạn đầu khi các cháu cần mẹ ở bên cạnh rất là nhiều thì chị thường như là ở nhà và dành nhiều thời gian cho các con.
Và khi mà các cháu đã có thể tự chăm sóc nhiều hơn, ở nhà với ông bà nhiều hơn, thì chị nhận những cái công việc mà chị đi công tác nhiều, những cái công việc đòi hỏi chị phải xa nhà, những cái công việc mà chị cần phải học nhiều hơn. Thì thực ra là chị nghĩ rằng là nó là một cái sự cân bằng, và là những cái quyết định mỗi giai đoạn nó có một cái ưu tiên, và những giai đoạn khác nhau thì cái người phụ nữ sẽ phải xác định cái ưu tiên mới của mình là gì, và mình cân bằng thế nào cho cái cuộc sống gia đình, cái cuộc sống của một người mẹ nó cân bằng với cuộc sống của một cái người phụ nữ. Em nghĩ là ở trong cái xã hội hiện tại này thì có thể là người ta nói là người phụ nữ được giải phóng nhiều hơn, hay là có được cái quyền gọi là nhiều cái quyền lợi hay nhiều sự ghi nhận hơn. Nhưng mà trên thực tế thì em nghĩ là những cái áp lực nó đến về từ phía công việc, từ phía chăm sóc gia đình nó cũng nhiều hơn không kém. Chị Hà có bao giờ rơi vào một cái trạng thái mà chị cảm thấy như là một Phạm Việt Hà của công việc và một Phạm Việt Hà của là một người mẹ, thì hai cái nhân cách, hai cái con người đấy có bao giờ nó xung đột, nó mâu thuẫn với nhau hay không? Chị nghĩ là có, mà chị nghĩ là ai cũng thế, cũng sẽ có những cái giai đoạn mà mình phải ra cái quyết định, và cái quyết định đó thì nó sẽ không thể hoàn hảo cho tất cả những cái vai trò của mình. Ngoài vai trò làm mẹ, chị còn là vai trò là con nữa, chị còn là vai trò của một người chị nữa, chị còn là, thế nên là một người phụ nữ thì có rất là nhiều cái vai mà mình phải cân nhắc. Thế thì, và chắc chắn luôn luôn có những xung đột. Thế có những cái giai đoạn khi mà chị phải ra một cái quyết định, đó là khi con chị 2 tuổi và chị quyết định ra nước ngoài học. Lúc đó thì do một số chính sách chị không được mang con theo, và chị đã quyết định là mình vẫn đi học. Vì chị muốn phát triển bản thân, và chị muốn con mình cũng sẽ tự hào về mẹ. Và chị quyết định là chị gửi cháu cho ông bà nội. Bố cháu cũng sau đó cũng sang học cùng chị, anh cũng đi học và rời xa gia đình hơn một năm để học. Thì cái thời điểm đó thì xét về nhiều khía cạnh thì chị chưa đúng, xét theo các cái nhận xét của xã hội khi mà để con nhỏ ở nhà và đi học. Nhưng mà và bản thân chị trong lòng cũng rất là áy náy, cũng rất là nhớ con, cũng rất là buồn. Nhưng về lâu về dài sau này, khi chị nhìn lại thì đấy là một cái quyết định đúng đắn. Tại cái thời điểm đó, chị cần phải được học, chị cần được phát triển. Vì thế không có sự hy sinh, chị chưa bao giờ nghĩ đến sự hy sinh cả. Chị chưa bao giờ hy sinh, mà chị nghĩ đấy là những lựa chọn. Và mỗi một cái lựa chọn cuối cùng thì đều là lựa chọn của mình, và đều vì mình và những người xung quanh của mình. Và có những cái giai đoạn khi chị chọn làm một cái công việc rất là ít lương để có thời gian chăm sóc con, thì đấy cũng là một lựa chọn chứ không phải là một sự hy sinh. Và điều quan trọng nhất là người phụ nữ được quyền ra cái lựa chọn đó và được gia đình ủng hộ cái lựa chọn đó. Em còn nhớ cái phần đầu của chương trình khi mà mình nói về chị Việt Hà trong mắt của đồng nghiệp và trong mắt của gia đình thì là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thì em cũng chia sẻ với chị Việt Hà là với em thì khi mà em ở trong môi trường công việc của em làm việc thì em là một người tương đối là gọi là có cái nguyên tắc của bản thân mình, và đôi lúc có thể nói là khá cứng nhắc. Và khi mà mình đã vào công việc thì mọi thứ nó sẽ phải theo kế hoạch, theo KPI, theo những cái tiêu chuẩn mà mình đề ra. Và để thực hiện được cái công việc đấy thì mình sẵn sàng là phải làm rất nhiều thứ mặc dù khó khăn, và mình đẩy nó đến tận cùng của cái vấn đề. Nhưng mà đôi khi là khi em trở về gia đình và em trở về với con của mình thì em nhận ra là có những thứ nó là nguyên tắc, nó là mục tiêu, hay nó là gọi là cái tiêu chuẩn, nó không thể áp dụng được ở chỗ này. Và những cái thứ mà nó vốn là một thứ rất đúng đắn ở khi mình làm việc thì nó hoàn toàn không work, nó hoàn toàn không ổn ở bên này. Thì chị Hà có bao giờ chị có một cái tình huống như thế không, và chị đã gọi là giải quyết những cái mâu thuẫn đấy như thế nào? Chấp nhận. Chị nghĩ là một trong những cái chị học được nhiều nhất trong hành trình làm mẹ đó là chấp nhận thất bại.
chấp nhận là có rất nhiều thứ nó áp dụng vào việc này được nhưng áp dụng vào việc khác lại không được. Chấp nhận là cái phương pháp dạy con này nó áp dụng được với con trai nhưng mà nó không ổn với con gái. Và suy cho cùng thì cái đứa trẻ con của mình là xuất phát điểm của mọi quyết định. Mình không nên áp đặt cái giá trị này, cái nguyên tắc này vào con. Mọi người rất hay nói là dạy con kiểu Nhật, dạy con kiểu Mỹ, dạy đúng con rồi, kiểu này rồi. Kiểu kia. Nhưng mà chị chưa bao giờ chị nghĩ là tại sao mình lại phải dạy con những cái kiểu đấy, trong khi mỗi một đứa trẻ nó đều là duy nhất. Và nhu cầu của mỗi đứa trẻ để phát triển, để trở thành một con người tốt, hạnh phúc, khỏe mạnh đều rất là khác nhau. Thế nên là mình sẽ phải xuất phát từ đứa trẻ. Đứa trẻ đó cần gì để phát triển, đứa trẻ cần gì để hạnh phúc, đứa trẻ cần gì để khỏe mạnh, và trao cho chúng những thứ chúng cần, tạo cho chúng một cái môi trường dung nạp, một cái môi trường tốt để các con phát triển. Còn nếu mà áp dụng một cái gì đó thì nó đều không đúng, bởi vì nó bắt đầu từ một cái bối cảnh khác, từ những con người khác, và vì thế nó không phù hợp với cái sự đặc biệt của mỗi đứa trẻ. Em cảm thấy thật sự là chị Việt Hà là một người hình mẫu. Em xin nói thật là em cảm thấy em rất ngưỡng mộ và cảm thấy là xấu hổ mình quá. Luôn và mình luôn mong muốn là có thể được giống như chị Việt Hà, bởi vì giống như trong những cái bài viết mà chị chia sẻ trong cuốn Mùi Mẹ và mà chị và cùng với cả Spyroom đã xuất bản, thì em luôn cảm nhận được là chị có một cái điều gì đấy mà chị hướng về gia đình và về cái tình cảm đối với con cái nó rất là chân thật và nó rất là hồn nhiên. Và em nghĩ rằng đấy là cái cốt lõi của một cái sự thành công trong cái câu chuyện là mình có thể làm mẹ được. Và thật sự là em nghĩ điều đấy rất khó, không phải ai cũng có thể làm được như vậy, và không phải ai cũng chấp nhận là mình thất bại, chấp nhận rằng mình còn khiếm khuyết, và chấp nhận rằng để cho mọi thứ nó vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Thì đấy là một điều thực sự rất khó. Thì quay trở lại câu chuyện là cái nghề mà mẹ làm, thì ở đây chị Việt Hà, em nghĩ là chị vừa là một người mẹ, nhưng mà ở khía cạnh công việc thì chị cũng là một người có thể nói là rất xuất sắc với những cái vai trò khác nhau trong cái công việc làm về giáo dục. Chị cũng đi giảng dạy này, chị cũng có những cái công việc ở tổ chức phát triển. Thì đối với những cái công việc đấy, thì những cái công việc mà chị đã làm ấy, thì theo chị là nó có ảnh hưởng như thế nào đến các con của chị, về mặt gọi là cách làm việc, hay là về mặt nguyên tắc trong công việc, hay là những cái trải nghiệm của chị đã gọi là giúp gì cho các con của chị trong cái quá trình trưởng thành của các bạn ấy? Chị dạy các con học tiếng Anh. Cháu trai thì chị dạy từ nhỏ, chị dạy đến tận hết lớp 10. Khi mà cháu đạt cái điểm để cháu xin học bổng ra nước ngoài, cháu gái thì chị dạy ít hơn, nhưng mà chị dạy cả trên lớp cháu học cho tới khi cháu đạt cái điểm để cháu có thể xin được vào trường, một cái trường tốt. Thế thì khi trong quá trình dạy con học thì các cháu học cái cách chị dạy, nên là có một cái điều là khi mà các cháu đều có cái việc làm thêm bây giờ, đấy là đi dạy học. Và chị thường là chị khuyến khích, bởi vì khi mà em dạy trẻ, em sẽ rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng, ví dụ như là giải thích bằng cách ngôn ngữ rất là đơn giản, giải thích những cái thứ khó bằng ngôn ngữ rất là đơn giản này, học giao tiếp với trẻ này. Và cả hai con chị thì đều bây giờ đều làm thêm bằng cách dạy học. Thì đấy rõ ràng là, và các con đều nói là ôi cái con cứ theo cái cách mẹ ngày xưa, mẹ dạy chúng con từng bước như thế nào, và bây giờ con sửa bài cũng sửa như là ngày xưa mẹ sửa, và dạy cũng giống như là mẹ dạy. Thì đi, rõ ràng là như vậy, cái quá trình đó nó đã có một cái ảnh hưởng đến các cháu. Thứ hai nữa là khi mà dạy con, mình sẽ phát hiện ra được rất là nhiều cái điều mà mình có cơ hội tương tác với con trên một cái khía cạnh khác. Thì đấy là một cái mà rõ ràng nghề nghiệp của chị đã ảnh hưởng. Ví dụ như là chị cho con trai viết luận, và chị cố hiểu con bằng cách đặt ra những cái câu hỏi luận mà chị mong được soi tỏ cái tâm tư của cháu. Chị vẫn nhớ là một cái đề luyện IELTS đó là nhiều người cho rằng bố mẹ
chính là những người thầy đầu tiên và những người thầy quan trọng nhất của bạn. Bạn có đồng ý với quan điểm này không và tại sao? Và khi mà con chị viết, chị đọc, chị đã rất là xúc động. Có một lần nữa, vì cháu rất là thích vẽ nên chị... Em tò mò một chút là bạn ấy quan điểm như thế nào về cái đề đấy ạ? Bạn ấy đồng ý, Và bạn ấy có... Hôm nay chị gửi cho cái bài luận của cháu vì chị vẫn giữ. Và bạn ấy nói rằng là bố mẹ là những người đầu tiên tác động đến con từ khi con còn rất nhỏ. Và vì cái sự gắn kết về tình cảm, về cảm xúc, mỗi một đứa trẻ đều sẽ tự nhiên học từ bố mẹ rất là nhiều. Và tiếp nhận những cái chia sẻ của bố mẹ dễ dàng nhất. Bố mẹ cũng chính là những cái tấm gương mà các con nhìn vào và học từ hành động. Thế thì khi mà cháu viết thì mình hiểu cái tâm tư. Và cháu cũng nói rằng là cháu mong gì từ bố mẹ. Thế thì chị cũng có lần nói ra một cái đề nữa, đó là theo bạn thì những cái phẩm chất quan trọng nhất của người bố người mẹ là gì. Những cái đề đấy cháu viết từ lớp 7 đến lớp 10 là hàng trăm đề. Và cái quá trình đó nó giúp mình nhìn thấy cái nội tâm của cháu rất là nhiều. Và không bao giờ chị phán xét về cái điều cháu viết, mà chị chỉ sửa bài thôi. Nhưng thực ra đấy là một cái cách mà mình đọc nội tâm của cháu. Sau này thì chị chuyển, cách đây khoảng độ 10 năm thì chị chuyển sang lĩnh vực phát triển và chị làm quản lý dự án. Thế thì khi đó là cũng giai đoạn cho con trai chị chọn nghề. Và lúc đấy thì chị tư vấn là với các cái năng lực, với các chỉ số năng lực của con thì con học luật sẽ rất là tốt, mà ra thì nghề cũng rất là tốt. Nhưng mà cháu từ chối, với cháu nói là con muốn được học một cái nghề mà sau này sẽ làm trong lĩnh vực phát triển, hỗ trợ những cái người, hỗ trợ đất nước mình phát triển, hỗ trợ những cái người yếu thế như là mẹ. Và cháu chị nhận ra là tức là khi mà mẹ nói về công việc của mình, cháu đã tự nhiên muốn được làm một cái công việc tương tự. Và sau này thì cháu chọn nghề theo cái hướng đấy. Như vậy là rõ ràng là cái nghề nghiệp của người mẹ ảnh hưởng đến con cái. Cái cách mà người mẹ nói về công việc của mình và làm công việc của mình ảnh hưởng đến con cái, cũng giống như người cha vậy. Và cách và những gì người mẹ làm trong nghề nghiệp cũng có thể được dùng để làm cái cầu nối với con cái nếu như nó phù hợp. Em rất là chia sẻ cái điều này với chị Hà, bởi vì bản thân mẹ em cũng là một người làm giáo viên. Thì trước đây mẹ em rất là hay chia sẻ những cái công việc hàng ngày đi dạy ở trường với cả em. Thậm chí là mẹ em còn gọi là soạn giáo án và gọi là tập giảng trước cả mặt em, để gọi là em có thể đưa ra bình luận hay là comment cho mẹ em về những cái cách dạy học trong cái bài đấy. Thì thật sự là em cảm thấy rất là thích, em rất là thích cái công việc mà gọi là có thể giúp cho người khác học được một cái gì đấy mới. Và sau này mặc dù là em không đi theo nghề giáo, bởi vì em nhận ra là em không thích làm việc trong môi trường mà nó hơi nhà nước một xíu, nhưng mà em vẫn đi theo cái con đường là mình làm một công việc mà trong cái môi trường đấy có thể giúp đỡ được cho nhiều người, phát triển hết được cái khả năng của họ hết sức có thể. Thì em nghĩ thật sự là công việc của người mẹ hay là người cha thì nó sẽ có tác động rất là nhiều đến cái gọi là truyền cảm hứng hay là truyền những cái động lực cho con cái. Quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta là nghề làm mẹ hay là nghề mẹ làm, thì xoay quanh những cái khía cạnh đấy, em nghĩ là mình đã trao đổi khá là nhiều về câu chuyện là làm mẹ là một cái nghề nó gọi là khó khăn nhưng mà nó đầy cái sự truyền cảm hứng như thế nào. Thì em muốn mình nghĩ từ một cái góc nó hơi khác một xíu, bởi vì cái khán giả hay khán thính giả của bọn em trên cái kênh này là các bạn trẻ. Thì đôi khi em biết là các bạn sẽ có những cái sự khúc mắc hay là có những cái điều mà khó khăn để mà có thể chia sẻ với mẹ của mình. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là có những bạn sẽ cảm thấy là mình không thể kết nối được với mẹ của mình, và có những bạn sẽ cảm thấy là mẹ hay là bố không hiểu mình và không thông cảm cho cái mong muốn của mình. Thì chị Việt Hà, nhân cái ngày 8 tháng 3 sắp tới và chúng ta đang nói về nghề làm mẹ, thì chị có gọi là một cái lời khuyên hay một cái chia sẻ gì cho các bạn trẻ như vậy hay không? Trừ những cái trường hợp đặc biệt, chị nghĩ là hầu hết những người mẹ, người cha đều rất là yêu thương con mình và đều mong những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, con mình. Có thể vì một lý do gì đó mà có những người mẹ, người cha đã làm quá đà cái công việc của mình. Ví dụ như là
can thiệp sâu hay là thậm chí thao túng cái cuộc sống của con cái. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra cái điều đó. Chị nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là nói chuyện được với nhau. Bởi vì tình yêu thương nó vượt qua hết. Và nói với nhau để chia sẻ được cái lý do mà mình không thể chấp nhận cái cách này của mẹ hay là cái việc làm kia của mẹ. Ví dụ như là con trai chị nói rằng là con sẽ không làm theo nghề mà mẹ tư vấn bởi vì con muốn được đi theo cái con đường này chẳng hạn. Và nó là cái công việc của con và đó là lựa chọn của con, thì con mong mà mẹ tôn trọng. Chị nghĩ rằng là khi mà mình trao đổi và mình giải thích được thì mong đừng im lặng, đừng nén nó vào, bởi vì nó sẽ chất chứa thành những cái oán hận, những cái giận dỗi và nó sẽ phá hủy cái mối quan hệ. Mình chỉ mong rằng là các con cái hãy bước lên và cố gắng tạo ra những cái cơ hội để trao đổi, cởi mở với bố mẹ, cho bố mẹ một cơ hội thay đổi nếu mà mình cảm thấy cái điều đó bố mẹ sai, và bố mẹ cũng sẽ cho mình những cái cơ hội để hiểu bố mẹ hơn. Điều thứ hai đó là tha thứ. Chị nghĩ là tha thứ là việc rất là khó khăn, nhưng mình càng học sớm bao nhiêu thì cái cuộc sống của mình nó càng nhẹ nhõm bấy nhiêu. Mình sẽ phải tha thứ cho bản thân, cho những cái sai lầm của bản thân mình, và tha thứ cho bố mẹ mình, rằng bố mẹ mình cũng là những người con người không hoàn hảo và họ cũng mắc sai lầm. Và khi mình tha thứ được thì cái mối quan hệ đó nó sẽ nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Em muốn hỏi chị Hà, đối với chị nghĩ như thế nào về mẹ của mình, về mẹ chị là người mà em nghĩ là đã tác động hay cũng đã gọi là hình thành nên cái con người của chị ngày hôm nay, thì chị đánh giá như thế nào về công việc làm mẹ của mẹ chị? Chị nghĩ là mẹ chị đã làm một công việc tuyệt vời. Mẹ chị có 3 con và cả 3 con đều lớn lên thành những cái người lương thiện, có công việc tốt, là những người rất tốt. Chị nghĩ rằng là những người tử tế. Chị gái chị, em trai chị và chị đều là những người nhân hậu ở một cách xét theo đánh giá của chị. Và điều đặc biệt là cả 3 con đều rất là yêu thương nhau, hỗ trợ nhau, yêu thương nhau, yêu thương mẹ. Chị nghĩ là mẹ chị đã làm một công việc rất là tốt khi mà dạy các con trở thành những người biết yêu thương và trân trọng, biết ơn những cái giá trị gia đình, những người tự lập. Đối với chị thì mẹ chị luôn là cái phần quan trọng, vô cùng quan trọng, vô cùng. Chị luôn nghĩ rằng là chị không thể chấp nhận được nếu mà có lúc nào đấy chị không còn mẹ nữa. Và đến giờ chị vẫn chưa chấp nhận được cái việc đó. Nên là chị mong bà sẽ luôn luôn khỏe, luôn luôn vui, giống như cái bóng cây cao che chở cho các con. Em nghĩ là thông qua chương trình này thì chị đã gửi một cái lời gọi là tình cảm nhất tới bà, đúng không ạ? Và hy vọng là bà sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và chúng ta sẽ có thật là nhiều thời gian, mặc dù thời gian của con người thì là hữu hạn và chúng ta sẽ không thể mãi mãi ở bên nhau, nhưng mà hãy để cho những cái khoảng thời gian này nó kéo dài càng lâu càng tốt. Rồi, và em muốn hỏi chị Hà một cái câu cuối cùng để chúng ta có thể khép lại cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay về chủ đề là nghề làm mẹ hay là nghề mẹ làm. Thì nếu mà có một cái điều gì đấy mà chị Hà cảm thấy là tự hào nhất về cái công việc làm mẹ của mình thì đấy là điều gì? Đấy là việc chị đã không bỏ cuộc vào những lúc khó khăn. chị vẫn nói với con gái chị là dù con có thế nào mẹ cũng sẽ luôn luôn yêu con vô điều kiện. Nhưng nếu con trở thành một người khỏe mạnh, lương thiện và hạnh phúc thì mẹ sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu không thì mẹ sẽ rất là buồn và mẹ sẽ rất là đau khổ, nhưng mà mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Thế thì cái điều chị nghĩ rằng là một người mẹ có thể tự hào có lẽ là mình đã luôn luôn cố gắng hết sức và
không ngừng bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc, đi cạnh con mình trong suốt cái hành trình của con mình và mình. Vâng, rất là cảm động với cái điều mà chị Hà vừa chia sẻ. Em hy vọng là với những gì mà chị và em đã trò chuyện ngày hôm nay thì bản thân em cảm thấy rằng mình có thêm rất nhiều động lực để mà mình có thể gọi là kiên trì, không ngừng, không bỏ cuộc trên cái con đường mà hành trình công việc làm mẹ của mình. Và em nghĩ rằng cái nghề làm mẹ nó thực sự là vượt mọi giới hạn của một cái nghề. Thì để kết lại chương trình ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn chị Việt Hà đã dành thời gian để chia sẻ cùng các bạn khán thính giả của kênh Người Trong Môn Nghề. Và hy vọng là sau cái số ngày hôm nay, sau cái buổi trò chuyện này thì các bạn cũng hãy về nhà, hãy bốc điện thoại lên và gọi điện để nói lời cảm ơn hay là nói lời thương yêu với người mẹ của mình. Và hãy tin rằng cái công việc làm mẹ thật sự là một cái công việc khó khăn nhất nhưng mà vĩ đại nhất trên đời này. Cảm ơn Nga, cảm ơn các quý thính giả, cảm ơn Spiderum và chúc tất cả mọi người một ngày 8 tháng 3 thật tuyệt vời bên mẹ, bên chị, bên vợ, bên người yêu, bên những người phụ nữ của mình.